đi nhà đám cưới ha. Nhà này là nhà chính của anh Vinh Vũ. Đây chỗ nhà đám cưới. À, bên đằng gái nha, giả con gái thứ hai, giả con thứ hai ha, đây, đó, đây giả con thứ hai của anh Vinh Vũ, đó, thứ hai, Ngọc Quy, Thanh Nghi, em cưới cái Thanh Nghi ha, đó, rất đẹp, đây, anh Vũ bữa nay cũng đẹp trai ha, cạnh, bữa nay đẹp trai luôn, quay nhiều nhiều. Mà nó cắt sắc là phiên bản ấy. Ây ơi. Con làm suối rồi, làm suối rồi. Chà nhông mới ơi. Con hái á. Chà nhông mới một nhông tiếc. Đây trong cảnh trong nhà ha. Đây trong nhà. Đi về qua tiếp. Về. Đây phần trong nhà. Cũng đàn trai cũng là chuẩn bị qua ha. Đây nhà chính của anh Vinh Vũ. Đó. Chuẩn bị rước qua ha. Đây nhà này cũng mới chất xong khoảng 2 năm nay thôi. Xong khoảng 2 năm nay thôi. Đi cũng là đang đợi đàn trai lại. Ha. Đây lại đây ông ngoại. Ông ngoại này, ông ngoại bên đây tươi luôn nè. Áo bỏ vô quần luôn nè. Đây nó mâm đám cưới nhà Vinh Vũ, nghệ nhân đúng không Vinh Vũ ha. Đây là cái con ha. À giáp tạo điện thoại. Thoát. Giáp thảo mà thoát một chiếc cái vậy đó. Đây chuẩn bị món ăn ha. Đây phía bên kia là nhà đám của Vinh Vũ. Hả? Đây. Trưa nay thì đẩy sư. Trưa nay đẩy sư ha. Đây các bạn muốn đặt mâm thì có số điện thoại liên hệ ha. 0987913163. Hân hạnh được phục vụ khách gần xa. Đó, đây. Nhìn rất là tươi ngon nữa bạn ăn đồ tươi không ăn. Là nói chung là 3 giờ sáng mới đem đồ lại làm, em không có đem đồ trước nha. Đây, rất đẹp. Màu rất là tươi, rất đẹp, nhìn rất ngon. Đó là dịch vụ ăn trọn gói xe Mỹ. Hân hạnh phục vụ quý khách gần xa. Số điện thoại liên hệ 0987913163. Rồi vậy là đàn trai đã đưa sính lễ không mấy á. Lễ đúng rồi. Đưa xin lễ qua đàn gái bữa nay đám cưới của con của nghệ nhân đóng cái ngôi Vinh Vũ. Thì bữa nay đàn trai qua. Đó, thì đàn trai đang bước qua đang đưa xin lễ vào nhà đàn gái nha. Đó là con nghệ của anh Vinh Vũ. Con Vinh Vũ đó đàn trai ở bên nước ngoài ha. Định cư ở nước ngoài. Như là California vậy các bạn ha. À, bên đằng trai gửi qua phía này đằng gái đây đằng gái chào đón đằng trai đó đằng trai được lễ qua để vô đằng gái các bạn ha. Đây con gái ảnh con trai con rể ảnh ở dưới ở nước ngoài ha. Ở nước ngoài California đàn trai đây là con rể anh Vinh Vũ được để bữa nay để đưa sính lễ vào nhà trai đây nhà của anh Vinh Vũ đây. Đó. Đây nghe kia đàn trai chuẩn bị làm lễ đặng đưa đàn trai vô ha. Đó. Đó, đây. Xính lễ rồi đi vô trong nhà gái ha. Đây chuẩn bị vô.
cưới của anh Vinh Vũ. Đây, Thu Gia ha. Đứng ra là Thu Gia. Thì làm tính lễ xong sẽ vô. À, vô đàn trai sẽ vô ha. Lên lên. Chị biến chị vô đây rồi. Đây. Ông kia ơi. Chạy em. Đây. Đây chú ghẻ em. Đây chú ghẻ. À. Em xin lễ vô nhà gái. Đây là con ghẻ anh Vinh Vũ. Đây đưa vô ha. Để đưa vô luôn. Đây chồng. Chồng cao ha. Đây nhà gái sẽ đưa nhà trai vô ha. Từ trong nhà để làm lễ. Rồi mến chào cô chú anh chị các bạn, bữa nay mình lại quay cái toàn cảnh cái đàn trai rước qua đàn gái ha, đám cưới con Vinh Vũ ha. Rồi bữa nay mình qua đây chỗ sân khấu anh nổi của đám cưới con gái thứ hai của nghệ nhân Vinh Vũ, gả về nước ngoài đó, gả về nước Ukraine ha. Đây đó. Ồ chú chụp hình đẹp ha. Chú con xin hỏi chú cái hồi xưa giờ chú có từng thấy cái đám cưới mà có ghe ngò rồi sân khấu nổi không? Chưa từng thấy ạ. Chưa từng thấy. Chưa từng thấy luôn, mới thấy đó. Mới lần đầu tiên á. Mới đầu tiên. Đầu tiên thấy là lãi chân ngò. Dạ. Với sân khấu nổi luôn. Nổi luôn. Chú thấy sao, thấy đẹp không chú? Quá trời đẹp rồi. Quá trời đẹp. Quá trời đẹp. Ok rồi. Ok. Con có lại lần nhìn rất là thấy, nói chung là bởi vì hôm qua con đăng con để là miền Tây chưa có. Dạ chưa, chưa có. Miền Tây chưa có. Chưa thấy. Mới lần đầu tiên thấy thôi. Cũng có nhầm bà con ta bình luận nói Tân Quy Dương lớn nhất, thầy công nhận là Tân Quy Dương lớn rồi. Nhưng mà Tân Quy Dương có ghe ngon không? Không à, đây có mới đâu, có. Rồi sân khấu nổi. Sân khấu nổi. Sạt ha. Sạt. Quá đẹp. Rồi đây. Nhỏ xuống chú nói lần đầu tiên là mới gặp cái sân khấu trang trí đẹp như vậy nè. Đây là chú ở đâu đây? Là chú Út đó. Ồ, chú Út của chị Đa. Chơi sọt khá đó. Dạ. Đây hai chiếc ghe ngon.
Chú nói lần đầu tiên mới gặp, mà tôi cũng lần đầu tiên mới gặp luôn. Mới gặp luôn, rất đẹp luôn. Hai chiếc ngô rất đẹp. Đó, đây là chiếc ngô mini nha. Đây sân khấu nổi hôm qua thì chưa gáp cái dàn sân khấu phía trên. Bữa nay thì gáp rồi. Bữa nay gáp sân khấu phía trên này. Đó, giống như chú chia sẻ nãy là chú nó chưa từng, hồi xưa giờ chưa từng thấy. Chưa từng thấy đoạn chuốc ca mà đặt tôi mua nó đấy. Tôi mình buồn quá. Không, cái vụ trưng bày thì ở ngoài Sóc Trăng ta có trưng bày, nhưng lễ hội lễ hội thì có, còn đám cưới đâu có. Đám cưới đám cưới có, lễ hội thì có. Đây cái gà với cái ngò rất đẹp. Rồi luôn, lên sân khấu luôn Nguyên, đi vô sân khấu quay giúp hê giúp Nguyên giới thiệu cho bà con biết quay viên ngò luôn. Ê, cái kia là một chiếc Frick Âm Phu, một chiếc Băng Lên Xa quay ăn đó. Bữa nay hai chiếc hình như là đúng rồi, Frick Âm Phu một chiếc, Frick Âm Phu bên đây nè, phía trước mặt em là Băng Lên Xa, hai chiếc em một màu mẫu khác màu. Đây đám cưới của nghệ nhân Đỗ Nguyên Ngôi Vinh Vũ, bữa nay đàn trai đưa ra đàn trai sẽ đưa xính lễ qua đàn gái, rồi mình tới đây mình review luôn ha. Nói chung đám cưới con Vinh Vũ, con thứ hai gả về nước ngoài, gả về USA, về Mỹ, về nước Mỹ ha. Đây toàn cảnh hôm qua mình có lại một lần rồi, hôm qua rồi bữa nay thì ảnh chị hai là vợ của anh Vũ kêu qua quay cái chỗ đàn trai đưa qua đưa xính lễ qua đàn gái. Sáng nay mà mình lại chưa thấy lại, mình qua đây review một đoạn. Đây là sân khấu nổi nè ha, xài thùng phi không, phi không, ở dưới phi không đó, sân khấu hai lớp, một lớp trên lớp dưới nha. Đây rất đẹp, ghe ngò rất đẹp nè. Dạ chắc đâu đây luôn mà, chứ đâu mày, chạy trên kia, trên bờ bữa sao lại treo đó, xài treo đúng rồi, dàn treo. Đây nè, cái này là cái chiếc này, chiếc này Băng Xa ta, Băng Xa qua dàn nào, yên đi vui nào, ở bên này phải không, ở bên này đi vui kia Băng Xa kìa, ở Băng Xa bên kia đó, hai chiếc rất đẹp. Lần đầu tiên đám cưới tại miền Tây, mình nói hôm qua mình có nói là đám cưới tại miền Tây, lần đầu tiên đám cưới tại miền Tây là có hai chiếc kia ngô trưng bày đám cưới. Thì hôm qua cũng có một bạn mình lượng nói mình là nói là anh có đi Tân Quy Viên không, Tân Quy Viên lớn nhất miền Tây, thì công nhận là Tân Quy Viên lớn nhất miền Tây thì đám cưới Tân Quy Viên lớn nhất rồi, nhưng mà Tân Quy Viên không có sân khấu nổi nè, Tân Quy Viên không có hai chiếc kia ngô trưng bày nè, thua cái trò đó thôi. Bởi vì nhiều khi mình nói là giống như Khmer mình á, giống như sà thay giàu sà thay men nó khoan bệnh lại đó, thí dụ vậy, người không giàu cái nào giàu nhưng mà nhà nhiều khi không có miệng, không có miệng chay đó, tin không đó, thí dụ vậy. Mình không có so sánh được cái này, tôi chỉ nói là đám cưới lớn nhất miền Tây không đụng hàng, đó là chỉ là đám cưới con nghệ nhân Đỗ Nguyên Ngôi Vinh Vũ. Bởi vì không đụng hàng cái chỗ là đám cưới con Vinh Vũ là có hai chiếc kia ngôi trưng bày, họ có hai chiếc ngôi trưng bày và sân khấu nổi, nó khác cái chỗ này thôi, cần câu buộc rồi luôn đó. Đây toàn cảnh của nhà anh Vũ, đất ổng đây, đất Vinh Vũ ở đây, toàn cảnh là 20 công tầm lớn ha. Ở đây xài ghế mà dạng như là hội nghị không ha, ghế nè, ghế hội nghị không, nhưng mà chắc ảnh đại mai anh đại 4 giờ chiều, hình như không có xài gạp, đúng rồi, mai anh đại 4 giờ chiều ngày mai đại lúc 4 giờ chiều. Tối nay nhóm họ ăn chú bạn, tối nay nhóm họ. Đó, tối nay nhóm họ nè. Toàn cảnh ha, bên sân khấu bên kia. Ê biển là sân khấu bên kia mấy kìa. Đó. Châu lo bên kia. Kìa lo chạy vô đó kìa. Đó. Đây cũng sân khấu cũng chở vô em. Đây chở sân khấu vô Hoàng Anh, xe của Hoàng Anh hôm qua cũng gặp vài, chạy cũng ngoài vài chuyến này, lần đầu tiên cho chiếc kia ngon, nó đẹp, dắt thuốc lên mơ học rồi, nó đẹp.
đây mấy ông này âm thanh ánh sáng, âm thanh ánh sáng. Hoàng Anh, thấy Hoàng Anh không? Không, cái âm thanh ánh sáng này của lên xe này hả? Chủ nói à, dễ Việt Nam. Ê, bon xuống thì mới bị đậm nó lậu, vì hồi nay nó khinh ca mà cái đặt thùng ngôi chân đi, bon xuống mến à. Tích á, bon thì bị ca lắm lại xuống, ca đặt thùng ngôi đi, còn cái lễ hội thì khinh, thì trưng bày. Còn đám cưới ghe ngò thì chưa được gặp. Số đầu tiên. Sân khấu nổi. Sân khấu nổi hai chiếc ghe ngò ha, là đầu tiên luôn. Anh cũng từ xưa giờ mới gặp luôn nè. Thế lạ. Thế lạ. Đó. Nói là quay đàn trai lại, giờ đàn trai chứ lại vô đây quay review đoạn đó. Đây sân khấu, đây cũng trang trí cái thông Noel đó, phía đây. Nhạc đó nó không bệnh, nó mấy cái đắp lửa tí. Nhạc chứ treo nó lửa cố cái này. Chẳng là canh micro cho động thơ này thôi. Rất đẹp. Đây là ghe ngò Băng Tần Sa, cái mé đây, phía bên kia là ghe ngò Brick Ampu. Hai chiếc ghe ngò phụ về huyện Trần Đề. Vẽ hoa văn rất đẹp, tươi. Rất đẹp. Chắc ông không dám vẽ gồng sợ mưa. Ông không dám vẽ gồng sợ mưa. Chắc theo mình nghĩ thôi. Sợ mưa. Bây giờ nói chung là dám vẽ gồng là mưa thiệt à. Ông không dám vẽ gồng, ông vẽ hoa văn. Vẽ gồng rồi sợ mưa, giờ ông không dám vẽ gồng. Đẹp lên toàn cảnh nè. Mai ngày đi Mỹ ăn sâu nhám đó mấy em sớm lực. Mỹ ăn đi ăn bạc chết mấy. Rất đẹp hai chiếc ngon nè. Một chút mình sẽ đi quay bên đàn trai, đưa sinh lễ vô ha. Chúng mình sẽ quay đàn trai đưa sinh lễ vô. Rất đẹp. Đây là đám cưới của con nghệ nhân đóng gói Vinh Vũ, đó là đám cưới con thứ hai gả về nước ngoài. Và xung quanh cái mình xin thông báo cái xung quanh cái nhà của ổng, sân vườn này là toàn trồng cây mai không á, trồng mai hết, mai hết nguyên ơi. Đây mai này mới trồng thôi, nhỏ bên kia cây mai lớn. Rồi cái đìa này là cái ao này ổng mới đào luôn nè. Rất đẹp toàn cảnh ha, của sân khấu ngoài trời. Và đãi cũng không có cắt gạp luôn. Nói chung đãi là ông đãi dắt 4 giờ chiều ngày mai, là giờ đó mát ha, không có xài gạp. Nói chung là ăn ngoài trời luôn đó. Tháng này mình không có sợ mưa ha. Tháng này cũng tháng 12 rồi. Đây dàn sân khấu của tối nay nhóm họ ha, tối nay khoảng 6 giờ nhóm họ. Đồ, coi có nói à, thế này á. Hay cười thế mấy cái thế này mà. Anh cứ coi, anh cứ coi, anh thấy đấy rồi, em đây ngọt đợi. Thế đây thì lòng trai mạch sớm á. Hả? Ê. Hả? Ê nha anh. Ê, ông thấy đấy anh đi anh. Đây là chiếc cây ngò, đó là chiếc cây ngò của Brick Ampu và Băng Tần Sa. Băng Tần Sa phía bên này, Brick Ampu phía bên kia. Nói chung hai chiếc cây ngò. Thì phía này là cổng nhà, chỗ là chào đón khách đi vô nè. Chỗ có dấu chú ghế. Ê sao mà xài giải màu đen đó. Chắc ở ngoài màu xanh ha. Giải màu đen nè. Đây. Đây là chỗ cô dâu chú rể đứng để tiếp đón quý khách gần xa đến dự tiệc. Đó.
hả? Mà hỏi, mà hỏi mà bò nét. Ừ, đây khu vực này ổng trồng mai không nè, trên vũ trồng mai không ha, thấy trồng cây mai hết, ổng trồng mai hết toàn bộ. Ở đây là vuông số hồi xưa, cái này vuông số hồi xưa nè, nuôi số, bây giờ ổng nghỉ nuôi rồi. Hai ao này là nuôi số đó, hai ao này nuôi số nè. Đường này vô chỗ nhà, nói chung nhà Dương, nhà Dương, còn nhà ảnh là phía bên ngoài. Đây nhà Dương của nhà Danh Vũ.